Có một cái sự thật đó là sau khi học đại học xong á thì nếu may mắn thì chúng ta sẽ tìm được cái công việc phù hợp, đó là điều đương nhiên. Nếu không may mắn thì chúng ta sẽ trải qua rất là nhiều cung bậc, tùy theo số phận của một con người, không nói trước được. Nhưng mình cảm thấy phân vân ở một cái lứa tuổi đó là 12 xong. Nếu chúng ta không học nghề, nhà không có điều kiện thì chúng ta sẽ rất vất vả. Mình có một vài lời cho các bạn 12. Các bạn học lớp 12 xong á, là các bạn không có biết cái nghề gì á. Nó có hai cái khía cạnh xảy ra này. Khi mà bạn ở quê á, là các bạn trắng da dài tóc. Nhưng ở trong thành phố, nếu các bạn làm những việc phổ thông, các bạn sẽ rất vất vả. Các bạn sẽ bị hai cái khía cạnh. Thứ nhất, các bạn đều thuộc dạng lỡ thời lỡ thợ. Các bạn học 12 xong các bạn làm thầy không được đâu. Thì cái việc mà chúng ta học mà học xong 12 á thì trường hợp một á là nếu mà chúng ta xác định mà chúng ta không có tiền đi học là chúng ta phải giải nắng dầm xương á, lao động chân tay, như là các bạn phải tập lao động trước để sau này các bạn có thể va chạm vào những cái sắc thái của cuộc sống rất khó khăn. Nếu các bạn không được học tiếp theo chẳng hạn, như các bạn phải lao động hoặc là may mắn, mình nói may mắn thôi, thì các bạn vào làm một thủ kho. Mình cũng có nhớ là nếu trong trường hợp mình cũng có quen một vài người họ học xong 12 thì họ vào làm một thủ kho của một cái coi ngó một cái cửa hàng nào đó, thì may mắn cái cửa hàng đó nó làm ăn nên. Thì các bạn ấy có thể phát triển được bằng cách kiếm một mớ khách hàng, nói chung là may mắn, và sau này tự mở ra riêng với một cái mô hình kinh doanh nhỏ nhỏ. Nhưng nếu các bạn không may mắn, tôi còn gặp một số người các bạn không may mắn, các bạn cứ đi làm lòng vòng ngoài, tại vì học xong 12 là các bạn đi làm những cái việc phụ thôi, lao động phổ thông một cách bình thường, không có một cái chuyên môn nào, các bạn sẽ rất khó khăn. Cho nên khi mà các bạn học phổ thông xong, nếu các bạn không chọn được một ngành nghề theo đuổi tiếp thì các bạn phải chọn cho mình một lối đi, đó là nên tìm học một nghề nào đó, theo cái người nào đó hoặc theo cái lĩnh vực nào đó may mắn. Và bạn phải nhìn được cái viễn cảnh phía trước,